34. Chúng ta vào luôn. Như vậy là 6 đội sẽ lấy 4 đội. Như vậy là có 12 A6 này. A6 đứng đầu tiên, A11 thứ 2, A14 thứ 3, A2 thứ 4, A8 thứ 5 và A6 thứ 6, A10 thứ 6. Chơi luôn. Chúng ta có 6 đội lấy 4 đội vào trong. Lấy 4 đội. Đủ vòng mà. Đây này, A7 đây. A6 đâu? Rồi A6 xin xuống à. A6 rồi. Tiếp theo là A11. A11 chỉ cho ra đi. A14. A14 đúng rồi. Bây giờ lượt chơi đã rõ rồi đúng không? A2. A2 chích vàng. Rồi A8. Rồi ok đẹp rồi. Rồi mỗi đội này thử đi. Chúng ta được quyền thử.